Xin chào tất cả mọi người, con tên là Võ Ngọc Hiên Di. Năm nay con 10 tuổi, con học lớp 4C của trường tiểu học A Long Kiến. Ba điểm đến giờ con là tự tin, sáng tạo và thông minh. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Hôm nay con có một quyết định rất là quan trọng là con sẽ cắt đi một phần mái tóc của con. Con rất là yêu quý mái tóc này. Mái tóc này đã đi theo con 10 năm. Sau khi nghe mẹ con chia sẻ về chương trình của chú Chiến, thì con quyết định là con sẽ cắt đi một phần mái tóc của con đã hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư. Bây giờ con sẽ nhờ mẹ con cắt một phần mái tóc của con. Có hối hận không? Dạ không. Cái này là khoảng 36 cm, ngoài của chú nó sinh là 25, nhưng mà tóc của mình nó sơ khúc cuối nên mình cứ cắt dư ra đi để về mấy chú có làm gì là bắt đầu cắt nha. Con có nói gì không? Con chúc cho những người em bị bệnh ung thư luôn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và có thể vượt qua bệnh tật. Nhìn đây nè.